Mưa đào à? Thôi cứ thả ra đào đi. Thôi thả ra đào đi, đợi mưa này. Thật nó mổ ấy. Để anh bắt xem. Ây à. Trời ơi. 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 Mày mổ ơi. Đúng rồi. Đây. Ây. 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 Xem nào, ở đâu, bố tự khu vực này mà. Nhanh, chưa tôi sống mất. Đây rồi. Kìa kìa. Mấy cái đuôi á? Con thứ cái đuôi rồi. À, cái đuôi rồi. Tôi tưởng là không được. Đi thôi, nó lao sang bên kia kìa. Lao sang ăn cứt, đang dọn vườn à. Nó phơi nắng đâu? Anh nghe nó chọt chọt ở kia thì chạy ra mẹ vú à, mày nó gần ở đây. Không lôi ra. Rồi nó vào sâu rồi. Bây giờ chơi kiểu nào, cầm đuôi đi, vừa cầm vừa đào à? Thôi cứ thả ra đào đi. Thôi thả ra đào đi, đợi mưa này. Con này chắc khả năng trên cân đấy nhỉ? Vào. Đang dọn vườn mọi người ạ. Rũ đây. Thôi cái chỗ đá bê tông đánh chết đấy. Ý ui ồ mới to ấy này, chắc là nó trúng ngủ quen rồi. Ơi anh sướng đang dọn vườn ở đây mọi người ạ. Cái khu vực này nhà mình thuê để làm mai để tết bán. Mày gọi lời gọi chạy từ đâu ra mà mày... lâu thế, mãi góc bên kia, mãi bên kia, đi, gần gần cái đang ở hồ, hồ đây xuống cái xem bơm rồi, điện thăm cái bẫy lần trước đánh, tự dưng ông gọi một phút 30 giây mà xuất hiện luôn, cũng mà là thành thần, bay còn chim bay cái gì chứ, gọi bảo cầm cái sổ ra đây, thấy đảo nó vàng không, lúc ấy đi chặt cầm theo thuốc cái đi, thế bồ rắn không biết rắn gì mê sâu chạy có hàng rồi. Sướng. Ui giời ơi. Cái gì? Bục rơi rồi em ơi. Đâu. Ui giời. Ôi. Ôi xác này, xác này. Ui giời ơi, xác này. Xác lột của nó này. Chỗ này. Người cái đuôi. Ở đây xác của cái đuôi. Chỗ nó quen máng rồi. Ui giời. Một em ơi, em ơi. To đùng. Đây này. Quá to luôn. Không phải một con đâu. Ui ba hai ba con liền. Mấy con mấy con? Hai ba con đấy. Đưa mổ hai đuôi. Úi giời. Ba con. Ôi à. Mẹ ơi. Úi giời. Ba con rồi mà. Đấy, hai đuôi. Hai đuôi ba con. Úi giời. Kinh nó mổ kinh nhỉ. Mổ ác nhỉ. Gớm ta đấy. Gớm nhỉ. Bắt rồi. Cẩn thận nó mổ ấy. Để anh bóc ra. Úi giời. Ây à. Đây rồi, sao rồi. Ra rồi. Úi em ơi. Úi vàng cua. Vàng bóng này. Ây à, cứ đến mổ mặt em. Cứ đến cái mặt anh ấy, con này, ui ôi. Trắng nuốt. Con này đang phơi nắng mọi người, đang bị thiếu chất rồi. Nó mà phơi đủ tầm là nó sẽ chuyển sang màu hơi nâu nâu một chút. Mùa này miền Bắc nó lạnh mọi người ạ. Đúng rồi. Nó lạnh, bây giờ là nó tranh thủ mấy hôm nắng là nó ra nó phơi nắng. Ui ôi, nhưng mà không phải một con đâu em ơi. Hai ba con em thế rồi, kia người ta cái tay. Anh tôi lên cái túi. Con đen đen thì mới to. Lên cái túi. À, cầm vào đây, cầm đây để em lôi lên này đây. Không. Cũng đèn đèn. Cẩn thận nha. Một ung. Ôi. Ê. Đấy à. Đấy à. Cẩn thận nha. Cẩn thận nha. Đấy à. Đang lấy gì đâu. Ê. Đấy mọi người có thấy chưa? Đang thì bắt nó ra. Nhưng mà thực sự cái dòng của nó. Mau anh bên kia. Ở như rơi, rửa ấy. Thấy chưa? Mẹ nó tấn công ác chứ. Này em quay vào trong này cho mọi người xem. Đây mọi người. Đấy. Về chưa? Đây. Tí cho dài á. Ô. Ui, con này. Con này ác. Ô cho dài. Đây. Ui á. Đấy. Ui tạt đi. Về chưa? Ui giời. Ui giời. Ở đây trong đấy còn hai con nữa.
Đây, nó đòi mổ. Hai con, hai con. Ôi, 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 giật hết cả mình. Mọi người đừng, nó nằm chuẩn vô ấy, nằm. Đây rồi, nhìn, con ở trong nhìn luôn. Bóng, bóng ủng này. Cái này á, cái này mà nếu mà người mà không hiểu, người ta nhìn cái dòng này người ta sẽ chạy luôn. Tại vì nhìn nó vừa to xong rồi. Mà nó không nó rất... cần trống trống ngồi đấy, đấy, đấy. Ừ, nó gớm luôn. Lấy cái móc. Nó mổ gì. Cả cái túi xuống. Không cả cái túi xuống. Đây mọi người nhá. Đấy chưa. Đấy. Ấy, ô, cá luôn. Cá mình. Cá mình. Nó mổ đấy. Ấy. Cái này nó trời nó còn nắng này, nó vẫn giữ đấy, đấy nên là nếu mà trời nắng thì nó mổ ầm ầm luôn. Cầm, nó đã đuổi cầm cùng đuổi con này to thế em ơi. Ôi con này, con này, con này đen hơn kia. Đây đúng kiểu là ôi đây à. Đấy mà. Đây là trời hôm nay mới hơi lạnh, nắng nó đang hung dữ này rồi. Rồi còn mọi hôm là mà mùa hè này loại này là sờ vào nó mổ cứ cái gì à. Cứ như máy khâu luôn. Nó dích vào chắc giữa mũi thì cái răng răng cưa ấy. Ôi, ôi à. Mình cầm vào bắt đầu nó mới kéo qua lại thì nó mới ấy này. Ấy à. Mày mổ đúng thợ săn rồi. Đúng thợ săn em ơi. Ui. Cuộn thứ à? Anh thử đứng dậy xem đấy. Cao như à. Này nó dài hơn nhiều. Ui dài hơn anh sướng luôn mọi người kìa. Mày phải hai. Anh cứ đứng thủ kia mà. Cầm đầu ấy chứ đừng ấy. Con này nó cuốn mà. Cầm đầu. Cuốn nó tay rồi, thôi cuốn cuốn tay. Đây mọi người này, nhìn cái đầu nó này. Đấy. Ê, rồi loài há mồm cắn này, thấy chưa? Ghê chưa? Đấy. Này, anh Tuyên cầm cả ơi, sao? Cầm để em bắt. Bò cái đầu xuống. Ừ, trong này vẫn còn em ơi. Ui, còn mấy con? Còn hai con em ơi. Hai con á? Hai con, hai con. Một chứ. Ngon rồi. Hai con. Hai con thật. Ừ, hai con. Ngon. Hai con, hai con. Ấy à? Ôi à? Mổ nhanh chữ nhỉ? Nó mổ nhanh thật. Đấy, mọi người chưa? Cái độ tấn công của nó rất là hùng. Ấy. Ấy. Thì nó có phòng thân đấy. Nấp à, nấp à. Lấy cái thùng gáy đi. À đều ra. Cô này cho rượu ngọc. Ấy, tôi đổi ra gì ấy. Đấy, khi mà mình biết cách cầm là nó sẽ không quay lại tấn công mình nhá. Mình phải cầm nhẹ nhàng. Nhìn nó bóng như này. Mình sẽ làm như kiểu nó không có ai nói. Bóng nhảy luôn. Đấy, đấy bóng nhảy. Đổ mắt đấy nhá. Mình cho sát mặt. Quá tuyệt vời. Đổ mắt là mù ấy. Thưa mọi người, thấy chưa? Sao nó có cuốn vào đây? Ây, ây, không bị gì. Đá này em ơi. Ây, ây, ui, ây, ui, con ở trên này nó đớp luôn này. Ây, ôi, ôi, ôi. Nó như hổ ngựa nhá. Ôi kìa. Chạy không chạy. Nó ấy, con ơi. Trời ơi. Ơi trời. Bốn em thành quả nhá. Bốn con. Bốn em và một ừ. Đang thì đi tắm nắng à. Tắm nắng nó gặp, vào trong cái lỗ này mọi người nhá. Gặp đúng sướng là coi như là đen rồi. Con này tối anh nay em nó sảng sạc ở chỗ này này. Đây á. Ừ. Ê giữ nắng này. Đang làm vườn đấy à? Ừ. Anh đang phát những cái cây. Mình với tên Ma Cao vừa xuống cái xem nước nôi như đấy, nào. Đấy nhá, tắc bơm. Thì hóa ra là cái trong này là nó có cái chú ẩn của nó mọi người ạ. Một tổ mối. Thế là một con nó ra nó phơi nắng thì mình bắt nó may nó không chạy ra ngoài rìa này. Thôi mọi người nhá. Cái video này mình xin kết thúc ở đây để mình cho con này nó vào túi. Cho túi đi. Cho túi cầm về túi nướng nhá. Mọi người xem video nhớ like đến cái kênh của tôi sướng như là toàn thể cho teo bây giờ. Xin chào tất cả mọi người nhá. Chào mọi người nhá. Chào tạm người nhá. Quá ngon luôn nhỉ. Đây là hai cái sản phẩm chính đấy, mang thương hiệu sản phẩm thực vùng cao của mấy thầy trò mình mọi người nhé. Thì trên tay mình đây nó là một miếng cao rắn hổ mang đấy. Ở bên này nó cũng là một miếng cao chăn đấy. Thì toàn bộ chăn và rắn hổ mang đều là hàng tự nhiên anh em mình bẫy bắt được. Thì anh em mình về đã nấu thành cao và đóng hút chân không một cái túi nhài mọi người nhé. Mỗi một miếng nhài sẽ là một nạng cao rắn hoặc là cao chăn. Thì cái tác dụng của cao chăn và cao rắn hổ mang này nó đặc trị về vấn đề xương khớp, đau mỏi xương khớp vai gáy và các khớp tay khớp chân như đau dây thần kinh tọa nha mọi người nhé. Thì sử dụng cái cao chăn và cao rắn hổ mang này chỉ trong vòng từ 3-5 ngày thôi là mọi người đã thấy cái kết quả của nó rất là tốt rồi đấy. Thì mọi người có nhu cầu về cao chăn cao rắn để đặc trị những bệnh về xương khớp thì cứ liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình sẽ để trên màn hình của cái video ngày hôm nay.